xong nhưng mà bên nó làm bị thương hết. Ủa? Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã cho thời gian xem video của mình. Và hôm nay chúng ta có một vị khách mời rất là đặc biệt. Nó là đặc biệt dạng thôi chứ thật ra bạn ấy cũng đã xuất hiện trên kênh mình rất là nhiều. Đó là Tấn. Tấn là em trai mình chứ không phải là bé này. Bé này thì mọi người đã biết rồi. Đây, những tiết mục ăn uống không thể nào thiếu những gương mặt thân quen như thế này. Mình đã có một video review về cái túi, cái pack đồ ăn mà siêu to khổng lồ đồ điện trong 36 món ấy. Nhưng mà video đó mình lại bị hư tiếng mất nên là hôm nay mình quyết định báo thù. Mình quyết định phải chơi lại, chơi lớn bằng cách order thêm túi Doraemon nữa. Đó, mọi người thấy không? Nó bự như thế này, nó bự bằng hai chị em mình luôn. Đó, Doraemon đang cười nữa nè, xinh hơn. Thumbnail nhìn vô cười xinh. Đó, thì video này á, đáng ra là mình để nó sẽ yên ngâm khá lâu. Tại vì sau những ngày giãn cách ở Đà Lạt á, thì hiện tại tụi mình đang tăng cân lên một cách không kiểm soát. Nên là mình tính là sẽ đợi khi nào mình ốm ốm đẹp đẹp. Nhưng mà thực tế thì mấy con kiều nó đã khui giúp mình rồi. Đây mọi người. Đó. Nên là nếu như mình không nhanh chóng thực hiện cái video này thì những con mèo nó sẽ ăn trước khi mình kịp ăn. Đó, mọi người thấy không? Đây, ăn còn cái nịt luôn nè. Xem này, Doraemon này. Đó, Doraemon màu xanh này, Doraemon màu vàng nó ăn không còn cái gì hết. Trời ơi, sao bị vậy? Đó, mọi người sẽ ăn đó. Đây, rất là nhiều. Và ở đây á, theo mình để ý mình thấy thì chúng ta sẽ có bốn màu chủ đạo. Đó là màu đỏ nè. Mèo của mình nó thích màu vàng hay sao? Toàn bộ những cái lực màu vàng nó đều đục lộn hết. Đây có màu xanh dương và màu hồng, màu trắng nữa. Màu đen. Năm màu chủ đạo thôi, nhưng mà nó là những cái bánh khác nhau nha. Ví dụ như nè, hai cái này màu xanh nhưng mà một cái là bánh que, các bạn có thể thấy không? Một cái là cái que cái cọng, còn một cái là nó cục cục, nó viên viên như thế này nè. Cái túi này khối lượng của nó là 450g nè. Và Doraemon cũng cầm giống mình nè mọi người. Mọi người có thấy không? Doraemon cầm giống mình này là 5 cái như thế này. Đó, mình cũng nghĩ là nó chỉ có 5 vị thôi. Đây, đầu tiên chúng ta có màu đen như thế này. Nó tròn tròn nè mọi người. Ê, mình ăn mất rồi. Thì mình sẽ lột nó ra. Nói chung á, là video này cũng dành cho bạn nào để giảm cân nha. Còn ăn vặt mà ngon á thì đa số là nó sẽ không có heo thừa lắm đâu. Mọi người có thể thấy bánh trong này nó bị bể hết rồi. Ví dụ như chúng ta may mắn chúng ta tìm được một gói chưa bể thì nó sẽ có cái hình như thế này. Nó tròn tròn, bên nó có lên nét tròn. Đó, nó tròn tròn như thế này. Ăn nhiều rồi sẽ có cái cụm lực. Tôi bực chính ăn một cái rồi thì mọi người thấy không? Đây là có độ ngon của món ăn. Đây là một trong những lý do mà mình tăng cân không pha luôn, mọi người có thể thấy đây. Ngon không? Ba chúng mình cùng béo. Tiếp theo thì mình sẽ có cái bánh màu đỏ như thế này. Nói các bạn thấy video mà ăn uống thì thường thường sẽ thu hút rất là nhiều nhân vật chính đó. Những cái bánh màu đỏ thì hình nó giống nhau nha. Nó là một cái loại bánh mà nó hơi răng cư một tí. Như thế này thì mình có thể nhìn thấy rõ hơn là những cái gì đang ở trên bàn, đúng không? Ví dụ như mọi người có thể thấy là đây món cay nhiều. À, nó bị bể hết rồi. Nó vẫn căng nha, nhưng mà lúc mở ra nó lại bể. Mình cố nghĩ như nè, mọi người có thể xem cái hình này nó... Cái này giống cái bánh gì? Rồi nó cũng khá giống cái nãy. Hồi nãy giống mình miêu miêu đúng không? Thì cái này nó cũng hơi hơi... Nó nhạt hơn. Ừ, nó hơi hơi hành một tí. Cái này kiểu cái giống bạn... như mấy cái đồ Trung Quốc. Thì này là Trung Quốc mà. Mấy đồ Trung Quốc nó có một vậy à? Nhau cái này mọi người có thể mua để làm quà sinh nhật ấy, quà sinh nhật hợp lý, đặc biệt là cho các bé. Bé ăn nhiều. Ăn nhiều sẽ béo như tụi mình. Màu vàng là cái bánh cay cay này. Ở đây còn có cả hình cái này gọi là cái đèn phóng to thu nhỏ nữa. Cho nó không có đôi đâu mà. Mọi người có thể thấy là cái bánh này nó cay cay nhiều lưu bị. Mình cảm giác như mấy đứa nhỏ nhà mình nó thích bánh này hay sao á. Bánh màu vàng bị đục thế là nghe lưu bị. Mình long ăn. Ủa chứ ai ăn? Ngon nguyên ngay. Nè, mấy bạn hồi nhỏ mấy bạn ăn cái gì đó, cái gà tôm ngộ không á, cái gà như ý á, y chang luôn. Không, cái mùi nó hơi giống nhưng mà cái gà như ý thì nó mềm mềm, còn cái này nó cứng. Thì nó cái mùi mà. Nó có mùi còn cái vị nó lạnh nhất à. Trong mấy cái này thì nó lai lai nhau thôi. Đây là cái một cô gái thì mì ăn sò nát nè. Tiếp theo chúng mình sẽ thử cho cái màu xanh mà có hình viên viên như thế này. Bịch này là được 5 cục. Sao biết là 5? Nè. Đâm một cái kéo. Mình biết đếm nữa. Cục như nì. Đó.
Nó nói cục gì đó nhưng mà có một số nó cũng đã bị bể. Nó không khác gì cái mì bim bim hồi nhỏ mình ăn luôn. Mì miu miu. Lúc mà đó trên hãng bảo là giảm giá siêu còn 100.000, ship về đây nữa thì tổng cộng được 150. Ngon nhưng mà thế ăn thì nhiều mì được cho nhất. Đây dành cho mấy bạn mà dịch không mà ở nhà coi phim á. Ờ đúng rồi, coi phim hợp lý. Đấy là cái này mình mua cái đợt mà có euro á. Đây ăn chơi thôi, no gì mà. Ăn vặt mà, cái này thường ăn vặt. Nhớ tuổi thơ nhưng mà tuổi thơ không nó không có mắc như cái này. Đúng rồi, cái 100.000 mà mua mì bim bim là cũng phải được chặt mấy gói á. Rất là tuổi thơ nó sẽ đậm đà hơn. Đúng rồi, 100.000 hồi đó có 1.000 mua 2 gói thôi là kiếm à. Cái này nó nhạt nhạt kiểu gì á. Mà xanh có cái cọng cọng. Thì nó đúng là cái cọng luôn. Ừ, đây. Có thể thấy không? Nó lạc á. Thường thường những cái đồ ăn vặt mà để kiểu đưa miệng một tí á thì nó phải hơi đậm đà, hơi cay cay hơn này chứ. Nó là đúng không? Nó có mùi tôm tôm mà. Nó hơi béo, nó giống như bột chiên bình thường. Ừ, mùi tự tự như bánh phồng tôm. Nó hơi có nhẹ nhẹ vị mù tạt á. Nó thấy mùi nó như bánh phồng tôm mà nó lạc thiệt. Chỉ là nếu là mua về trông đẹp thì tình hình có mẻ thì đẹp. Chỉ là mình thấy màu sắc, cái màu vàng ở đây cho nó đẹp. Mấy người mà không biết giá trị nhưng mình cầm cái bịch đó là tưởng mấy trăm. Rồi đó mình mượn mình chụp đi không mã rồi. Cái này để tặng kiểu như đóng vô cái thùng á là nhét cái này vô là được nửa cái thùng rồi là thêm mấy cái kẹo nữa là đi tặng bạn gái hợp lý rồi. Tầm 200 thôi. Chứ đến một này, cái thùng bình thường bao nhiêu tiền nó đủ. Tới đây là so về những cái bịch ăn vặt á thì cái bịch đợt trước của mình nó hợp lý hơn. Nhưng mà mình mua không buồn tại vì đợt đó mình thu phí bị hỏng mất. Mà Hương với mọi người. Mà Hương chưa bao giờ là cái màu của chị em mình. Mà nó ra món đi chung mọi người. Thật ra ở những cái bắp đồ ăn vặt á, cái hộp này rất là hợp lý nè. Nó sẽ có cả cái, bạn có thể thấy không, có một cái bảng thành phần dinh dưỡng ở đây. Nhưng mà mọi người nghĩ đi, đã ăn vặt rồi á thì nếu đã quan tâm đến dinh dưỡng thì chúng ta sẽ ăn vặt bao nhiêu. Được, ấy là mình có thể dùng Google dịch hoặc là cơ bản mình chỉ nhìn như ví dụ như trong này nè thì 100g. Mà bịch này là mình này là 450g, cái này 100g thì sẽ có 2176 kJ. Đó, mình sẽ đổi từ kJ cho kJ. Tình hình hiện tại là chỉ cần im im ăn nãy giờ quá trời rồi. Đó, 3.000 thì cũng được, ví dụ như mình bạn nào mà lo lo mình thì mang vặt á. Mà mình sợ là mình ăn nhiều quá thì nó béo quá nhưng mà mình có thể ăn cái này. Nhưng mà thay vì đó thì mình sẽ lựa cái bắp đợt trước nó sẽ ngon hơn. Cái này nó lạc lạc và nó toàn bộ nó đều là mì và nó không có gì. Nếu mà coi phim mà ăn chơi là mấy bạn có nhiều lựa chọn á. Ừ. Không phải là tức là được có 4 cục thôi. Mà tầm mình nha. Mình ăn gần 2 tháng là hết. Một cục nó phải chiếu nè, đúng mà ăn cho đã mình gọi 2-3 cục. Mà có bộ phim nào 2-3 phút mà để ăn một gói này đâu. Nên cái là mình cho mấy bạn một cái sự lựa chọn nhẹ thôi. Ừ. Mình mua người ăn thì cho mọi người biết 100.000 mà ví dụ mà mấy người mà không mập như mình á mà đã được tiệm đạp hóa là có mua có khi ăn được cả ngày á. Nếu mà ăn vặt bim bim bình thường á. Cái này là ngon nhất nè mọi người. Cái này là ngon nhất, cái đầu tiên là cái ngon nhất. Cái này tại nó cục nên ăn nó ăn nó đầy đủ có vị hơn mấy cái kia. Cái nó đậm vị. Thơ thai giống nhau mà. Cái nó ngạt ngạt và nó thấy gì. Nếu mà để xem phim hoặc để làm gì đó mấy bạn có thể tự làm mấy cái món vặt vặt mà nó lên Google nó ít calo các thứ á. Nếu mà mấy bạn ăn cái này mà tầm mấy người mà đặt cái thẳng cái cơ chế mà dễ mập như mình á là nó là có cái này. Đây là con mình nha, con này con chó nha, mình nhìn nó nè. Ủa đâu đó. À, không khác như mình hết á. Nó là tùy túi tiền mấy bạn nhưng mà mình thấy 100.000 có thể mua được nhiều cái khác ngon hơn. Đúng rồi. Nhìn ví dụ như nhìn cái này thì mình hy vọng là nó sẽ cay nhưng mà thực chất là nó không cay. Cái này chỉ có mấy bạn kiểu yêu nhau nhưng mà nhét cái này vô cái thùng bự á, xong đổ xốp lên nó bắt đầu bứt kiểu múc vô á. Là cái gói này là ví dụ mà bỏ vô cái thùng bự mấy bạn nhìn nè, đó nó sai ngon. Đưa tặng bạn gái hợp lý. Thì mình mong là đây là một chiếc video ngắn gũi ăn uống và có thể mang lại cho mọi người một số thông tin gì đó bổ ích. Còn lại là cơ bản thì mình tính cái này tầm 7/10. Còn mình đó là mình không có chấm điểm. Mình chỉ có ngon với lại
tạm tạm thôi, nó ở cái mức tạm tạm. Nhưng mình thì dễ tính lắm mọi người. Có mình nhiều chuyện mình tự nhiên. Các bạn nhìn cái cơ địa mà mấy người mập mập này thì dễ ăn, khó tính tại ấy mà đúng không? Bạn mập vậy mình lo dễ ăn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ ấn cái chuông nha để không bỏ lỡ mình mỗi khi mình ra video mới. Và nếu các bạn muốn em mình xuất hiện thêm ở nhiều video nữa và hoặc là muốn chị em mình review thêm và nhiều đồ ăn nội địa Trung Quốc nữa thì hãy comment ở dưới đây cho mình biết nha. Và cảm ơn mọi người, chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye cả nhà. Nếu ít ăn hoặc không có là như này nha. Nó ốm mà.